Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Kính bạch chư đại đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2024, tức ngày rằm tháng 6 năm Giáp Thìn. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, được lưu truyền từ khi Đức Phật còn tại thế, hàng năm cứ đến mùa an cư kiết hạ, Đức Phật lại cho phép các hàng Phật tử được dâng y tắm mưa đến chư tăng đang chuẩn bị bước vào mùa an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể, dưới Phật đường trang nghiêm thanh tịnh của chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, các Phật tử chúng con đại diện cho các nhóm Phật tử ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã phát tâm hộ độ chư Tăng Ni tu tập trong 3 tháng an cư và dâng y tắm mưa cúng dường chư Tăng an cư kiết hạ. Giờ đây, chúng con thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ, tụng kinh chúc phúc và truyền thọ tam quy ngũ giới cho các Phật tử chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ ba. Sa thụ. Mô ta sa pa ga pa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pa ga pa tu a ra ha tu sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pa ga pa tu Tu samma sambuddhassa iti bisso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sappanno sukhato nukhavidu anuttaro purisa dhamma sarati tathadeva manussanang buddho bhagavati Sakkato bhagavata dhammo sannidhiko akkhaniko ebhasseko palayiko manchatam vinidabbo hinyohiti suppatipanno bhagavato savaka sangho ucchopatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya bhati panno bhagavato savaka sangho Samichi bhati panno bhagavato savaka sangho Nyanirang chattari purisa jugani atha purisa jugana Esa bhagavato savaka sangho Aulayo baulayo rakhinayo Anchani kaza nejo anutarang bunya ketang loka sadi Aleka chati sang sarang sandagwi sang anemi sang Agaranga gwe sang Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể quý Phật tử. Hạ tàn hoa lá đổi thay, thu về lộng gió hương bay ngát rừng. An cư Phật tử đón mừng, ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn. Đó là quy luật của tạo hóa, thiên nhiên của đất trời bao la, để rồi mùa xuân chánh pháp lại về nơi tâm các hàng Phật tử chúng con. Lễ dâng y tắm mưa là một thiện duyên cao quý để những người con Phật nối gót theo bước chân Như Lai vĩ đại trong việc thực hành giáo pháp và thể hiện tinh thần phát huy việc hộ trì tam bảo bằng những hành động thiết thực thiện lành, đem lại sự an vui đến tự thân và lợi ích tha nhân. Chúng con luôn tôn kính Phật Pháp Tăng với lòng kính ngưỡng,
biết ơn vô bờ bến. Tri ân Phật bảo vì Phật đã khai sáng giáo pháp. Tri ân Pháp bảo vì Pháp là linh đơn diệu dược, chữa trị tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Tri ân Tăng bảo vì các ngài là hàng sứ giả Như Lai, Hoằng Dương Chánh Pháp. Chính vì lẽ đó, thiện duyên chín mùi, hôm nay chúng con vân tập về nơi đây, chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để tạo dựng thiện nghiệp công đức, làm hành trang mang theo trong ngày luân hồi sinh tử, và xem đây là kim chỉ nam trong đời sống thường nhật, nhằm hướng đến ánh sáng của từ bi và trí tuệ bao la, an lành trong chánh pháp vi diệu, được khai sáng bởi Đức Từ Phụ Thích Ca, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cao quý hơn tất cả thiên nhân. Và duyên lành với chánh pháp là thiện duyên cao quý nhất trong các nhân duyên trên trần thế. Với nguyện ước được giải thoát khổ đau trong sinh tử luân hồi, xem đây là mục tiêu cao quý của con đường hạnh phúc. Trong niềm hân hoan vô bờ bến, chúng con xin dâng những tấm y và những vật dụng hợp luật đến chư tăng để thể hiện tinh thần hộ trì Tam Bảo. Đây cũng là nét đẹp truyền thống tốt đời đẹp đạo đã để lại trong tâm chúng con những ấn tượng khó phai theo năm tháng. Đó chính là những nụ cười hạnh phúc an vui khi tâm được an trú trong những điều thiện lành cao đẹp. Và giờ đây, chúng con xin kính mời các trưởng nhóm, đại diện các nhóm thí chủ thay mặt dâng đến của buổi lễ dâng y hôm nay, dâng những lá y cúng dường đến chư đại đức tăng. Kính mời các đại diện các quý phỉ Phật tử lần lượt lên dâng y những lá y đến chư tăng, và sau đó những thành viên khác muốn dâng kính dâng lên những điều thiện lành cao đẹp thì lần lượt lên pháp tòa cho con ạ. Kính mời toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta nên nói lời hoan hỷ. Sa thú, sa thú, sa thú, lành thay, lành thay. Sa thú, sa thú, sa thú.
Vào giờ này, ban tổ chức xin kính mời Phật tử Phạm Thị Thanh Tuyền lên có đôi lời cảm tưởng về buổi lễ dâng y hôm nay ạ. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thiện tín nam, thiện tín nữ thân mến. Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2024, tức ngày 15 tháng 6 năm Giáp Thìn, lễ dâng y tắm mưa và cúng dường chư tăng an cư kiết hạ được long trọng tổ chức nơi chánh điện trang nghiêm chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Dưới sự chứng minh của chư tăng và cùng quý vị Phật tử gần xa hoan hỷ nhiệt tâm câu hội về dự lễ, con xin được thay mặt cho toàn thể hội chúng Phật tử có đôi lời tác bạch như sau. Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đã có từ hàng nghìn năm trước. Hàng năm, cứ đến mùa an cư kiết hạ, chư Phật tử theo Phật giáo Nguyên Thủy đều tổ chức lễ dâng y tắm mưa cùng tứ vật dụng đến chư tăng để các ngài chuyên tâm tu học, thúc liễu thân tâm, hành trì giới định tuệ. Đây là cơ hội lớn cho các Phật tử tạo phước báu, trợ duyên cho mình và hàng quyến thuộc trên đường giác ngộ. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con nơi đây thảy đồng có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin sâu nơi nghiệp quả, với thiện tâm hợp trí tuệ, ngưỡng mong được phát đại thiện tâm, hộ tăng an cư và cúng dường y, với ước mong phát huy chánh pháp thêm hưng thịnh và trường tồn. Vì vậy, mùa an cư kiết hạ năm nay, các Phật tử chúng con gồm có 1. Gia đình Vương Anh Thanh Tuyền, 2. Gia đình Bùi Thảo Dung, 3. Gia đình Nguyễn Thị Tình, Trần Văn Tiến, 4. Gia đình Nguyễn Kim Khánh, 5. Gia đình Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Thị Hà, 6. Gia đình Ngô Trương, Ngô Lành, 7. Các công ty trong group của Nguyễn Thiên Lý, 8. Gia đình Nguyễn Thiên Lý, 9. Nhóm Tuệ Giác, 10. Thu Hương, Xí nghiệp May Hưng Hà, 12. Trần Thu Hà, 11. Trần Thu Hà, 12. Nhóm Satahito, 13. Gia đình Thành Vũ Mơ, 14. Nhóm Lê Thị Ngọc Hà, 15. Nhóm Chia Sẻ Pháp, 16. Nhóm Thiện Pháp Phúc Minh, 17. Gia đình Đào Duy Tùng, 18. Gia đình Vinh Lam, 19. Mẫn Trang Minh Hiếu Phúc An, 20. Gia đình Vũ Thị Thủy, 21. Vũ Khánh Cường Hồ Thị Hương, 22. Nhóm Phật tử Nghệ An, 23. Nguyễn Đạt Nguyên, 24. Phạm Tiến Hiệp Ngô Phúc Lộc, Phạm Tiến Điệp Ngô Phúc Lộc, 25. Gia đình Liễu Loan, 26. Gia đình Tùng Linh và gia đình Nguyễn Hữu Hải. Cùng với nhiều chư thiện nam tín nữ Phật tử khắp mọi nơi, hôm nay vân tập về nơi đây, tất thảy đều một lòng một dạ, mộ đạo ân cần, đồng có đức tin, đồng có nguyện vọng, phát nguyện tổ chức dâng y và tứ vật dụng đến chư tăng. Chúng con ngưỡng mong chư tăng từ bi, hoan hỷ thọ lãnh và sử dụng. Nguyện cho phước thiện chúng con làm hôm nay hãy là pháp duyên lành, để ngay trong kiếp sống này và trong mọi kiếp sống vị lai, chư Phật tử chúng con sẽ luôn gặp được chánh pháp, được nương nơi quý tăng và thiện hữu trí thức, tinh tấn tu học. Giờ đây trong mỗi chúng con, ai nấy đều có niềm hoan hỷ, an vui hạnh phúc, đang trào dâng như sóng. Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước thiện thanh cao từ các thiện pháp, như đảnh lễ cúng dường Phật Pháp Tăng, thọ trì tam quy ngũ giới, tụng kinh nghe Pháp, dâng tứ vật dụng, đặt bát trai tăng, hộ độ chư tăng. Các phước thiện thanh cao này xin dâng đến tất cả chư thiên trong 31 cõi, chư thiên hộ trì cho đất nước Việt Nam, chư thiên hộ trì chùa Phúc Minh, hộ trì phố phường làng xã, nhất là chư thiên hộ trì cho gia đình tại nơi ở của mỗi chúng con. Xin các vị chư thiên hoan hỷ mách bảo rằng, chúng con xin chia phước thiện này tới tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, cùng thân bằng quyến thuộc còn hiện tại.
nhất là đến cha mẹ thân yêu của mỗi chúng con, cả hiện tiền hay đã quá vãng. Xin cho các vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này đồng đều nhau cả thảy. Khi thọ nhận rồi thì nhờ phước thiện này có được thân tâm thường an lạc, giải thoát mọi cảnh khổ trong mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Nhờ phước thiện thanh cao này, xin làm pháp duyên lành, dẫn dắt cho toàn thể chúng con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn tối thượng, đoạn tuyệt mọi tham ái và phiền não trầm luân. Chúng con cũng đồng chia phước và đồng cầu nguyện đến các quý chư tăng có sức khỏe thật tốt, pháp thể luôn khinh an, đạo quả sớm viên thành. Kính chúc quý vị Phật tử đạt được bốn pháp chúc mừng trong hiện tại là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp và sớm dứt trừ các phiền não ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đu, sa đu, sa đu. Kính bạch chư đại đức tăng, vào giờ này các hàng cư sĩ Phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để được đón nghe những lời pháp âm cao quý từ chư tăng, những bậc xuất gia tu hành và hoằng dương Phật pháp, khiến cho chánh pháp trường tồn nơi thế gian. Xin kính cung thỉnh chư tăng ban bố cho chúng con một thời pháp ngắn để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học đạo và hộ trì Phật pháp. Lần thứ nhì, lần thứ ba, sa thú, sa thú, sa. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Theo truyền thống của Phật giáo, thì hàng năm cứ đến 3 tháng mùa mưa, thì Đức Phật và chư tăng lại có 3 tháng an cư kiết hạ. Thì cái truyền thống này đã được lưu truyền ngay từ khi Đức Phật mới thành đạo dưới cội Bồ Đề. Và Ngài đã đi đến tại vườn Lộc Uyển để chuyển pháp luân hóa độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Và đấy cũng là cái mùa an cư kiết hạ đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo. Thì đó là cũng là cái năm đầu tiên mà Đức Thế Tôn thành đạo và cái nơi chốn đầu tiên để kết hạ an cư là tại vườn Lộc Uyển sau khi thuyết pháp độ năm anh em ông Kiều Trần Như chứng thành đạo quả và thành lập nên Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì Đức Phật và chư tăng đã an cư 3 tháng mùa mưa ở tại vườn Lộc Uyển ấy. Rồi sau 3 tháng mùa mưa, Đức Phật lại tiếp tục đi du hành, giáo hóa phổ độ chúng sinh. Để tiếp theo đó thì Đức Phật đã đi đến Uruvela độ cho 1.000 đạo sĩ thờ nửa, trở thành 1.000 vị A-na-hán. Rồi Đức Phật lại tiếp tục trở về thành Vương Xá để thuyết pháp hóa độ cho vua Bimbisara và dân chúng ở nước Ma Kiệt Đà. Và vua Bimbisara đã cúng dâng nên tịnh xá chúc năm. Rồi Đức Phật những năm về sau này đã an cư kiết hạ ở tại cái tịnh xá chúc năm thành Vương Xá. Và nhiều những năm sau đó thì Đức Phật lại đi du hóa ở khắp nơi. Thì một năm có 12 tháng, thì có 9 tháng là Đức Phật đi du hành, giáo hóa, phổ độ chúng sinh để lan tỏa giáo pháp đến khắp mọi miền trên đất nước Ấn Độ cổ đại thời xưa xa xưa. Và có một năm thì sẽ có 3 đến 4 tháng mùa mưa, là mùa mà thời tiết sẽ mưa rất nhiều vì mưa lầy lội, đường đi lại khó khăn,
Cho nên là Đức Phật chủ trương và chế giới luật là tất cả hàng xuất gia cả 3 tháng mùa mưa phải ở yên một chỗ để an cư kiết hạ. Và trong 3 tháng ấy thì các hàng cư sĩ Phật tử tại gia là những người sẽ hộ trì, hộ độ, cúng dường các vật dụng hợp luật để cho chư tăng yên tâm ở một chú xứ. Và trong 3 tháng mùa mưa ấy sẽ đề cao về pháp hành giới định tuệ để hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Thì trong cuộc đời Đức Phật, từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài nhập niết bàn trải qua 45 năm, thì trải qua 45 năm cái mùa an cư kiết hạ của Đức Phật. Và mỗi cái mùa an cư kiết hạ ấy, Đức Phật lại để lại những cái dấu ấn lịch sử, để lại những cái sự kiện trọng đại. Và mặc dù trong 3 tháng an cư kiết hạ, Đức Phật vẫn tiếp tục phổ độ chúng sinh, hoằng dương chánh pháp. Như là có những mùa an cư thì Đức Phật kiết hạ ở những tịnh xá, có khi Ngài an cư kiết hạ ở trong những khu rừng, có khi có những mùa an cư thì Đức Phật lên cung trời đao nợi, thuyết giảng vi diệu pháp, phổ độ cho mẫu thân và chư thiên trong 10.000 thế giới. Có những mùa an cư thì Đức Phật an cư một mình ở trong một cái khu rừng vắng vẻ. Nhưng mà cũng có những mùa an cư thì Đức Phật và chư tăng cùng an cư ở trong kỷ viên tịnh xá. Rồi sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì các hàng tăng ni Phật tử vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống hàng năm cứ đến 3 tháng mùa mưa, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch. Đó là cái thời gian mà chư tăng thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada vẫn duy trì cái truyền thống kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn thuyết pháp và nhập niết bàn, và cho đến ngày hôm nay trải qua 2.600 năm lịch sử, và cái truyền thống an cư kiết hạ chưa bao giờ bị gián đoạn trong giáo pháp của Đức Phật và trong hàng tăng chúng. Thì đạo Phật ra đời từ Ấn Độ trong cuộc đời Đức Phật hoằng dương Phật pháp ở tại xứ Diêm Phù Đề thuộc về Ấn Độ cổ đại xa xưa. Và sau đó thì đạo Phật tiếp tục lan truyền đi đến khắp các nẻo miền khác nhau. Thì sau khi Đức Phật nhập niết bàn trải qua 3 tháng, kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất đã được kết tập để tích tập lại những cái tam tạng kinh điển của giáo pháp Phật Đà. Rồi sau đó trải qua những kỳ kết tập kinh điển thứ hai, thứ ba và thứ tư, và những cái kinh điển ấy thuộc về kinh điển Nikaya vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Và tất cả các hàng tăng ni Phật tử học giáo pháp và thực hành giáo pháp theo đúng cái lời dạy, theo giới luật, theo kinh điển, theo giáo pháp của Đức Phật. Rồi sau này khi mà hội chúng chư tăng đã trở nên đông đảo và có nhiều cái tư tưởng khác nhau, thì trong đó có các vị tỳ kheo để muốn cải cách đổi mới để dễ dàng thích nghi với mọi thời đại và để lan truyền Phật pháp đi khắp nơi. Cho nên đã phân ra thành hai hệ phái, đó là hệ phái Thượng Tọa Bộ và hệ phái gọi là Đại Chúng Bộ. Hệ phái Đại Chúng Bộ đó là những vị tỳ kheo còn trẻ, có nhiều cái tư tưởng đổi mới, cho nên là đã phát triển nên thành Phật giáo phát triển, tức là phát sinh ra nhiều pháp môn, nhiều tư tưởng, nhiều kinh điển, nhiều sách vở mới, và được truyền về phương Bắc
của Ấn Độ chuyển sang Trung Quốc và chuyển đến các nước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và chủ yếu là khu miền Bắc. Còn một hệ phái gọi là hệ phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ, đó là những bậc trưởng lão vẫn quyết tâm kiên trì giữ gìn lại tất cả những gì mà Đức Phật đã giảng dạy về cả về pháp học lẫn pháp hành. Thì với pháp học thì là kinh điển Nikaya, kinh Luật Luận, pháp hành giới định tuệ, và các ngài chủ trương không thêm vào những gì mà Đức Phật không nói, cũng như là không bớt đi những cái gì mà Đức Phật đã thuyết giảng, cho nên được gọi là Phật giáo nguyên thủy, là giữ nguyên lại cái truyền thống từ thời Đức Phật cho đến ngày nay. Và hệ phái Thượng Tọa Bộ ấy được truyền về phương Nam của đất nước Ấn Độ, và ngày nay gọi là Phật giáo Nam truyền, chuyển sang khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, và chủ yếu về phương Nam của Việt Nam. Vì vậy nên là trong Phật giáo thì sẽ có hai cái truyền thống an cư khác nhau, như là truyền thống về Bắc truyền sẽ an cư trước vào rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Còn truyền thống Phật giáo nguyên thủy thì vẫn giữ nguyên cái lịch sử kể từ khi Đức Phật thành đạo vào rằm tháng 4 âm lịch. Rồi sau đó Đức Phật đã đi đến khu vườn Nai để chuyển mà bánh xe pháp, vận chuyển pháp luôn, thuyết giảng tứ thánh đế. Thì lúc ấy vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, và đấy cũng là vào cái đầu mùa mưa. Thì và đấy cũng là cái mùa an cư đầu tiên, và được truyền chỉ cho đến tận ngày hôm nay. Chư tăng thuộc hệ phái Phật giáo nguyên thủy Nam truyền thì vẫn giữ lại theo đúng cái lịch sử truyền thống của đạo Phật, đó là cứ đến ngày rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch hàng năm thì tất cả tăng ni đều phải ở yên một chỗ, ở trong một cái nhà có mái che, có cửa đóng then cài, để yên tâm tu tập. Trong những cái tháng, những cái mùa khác thì hàng tăng ni Phật tử có thể đi du hành, có thể đi du hóa, hay là có thể đi du học, hay là có thể đi từ cái địa phương này sang địa phương khác, đi từ nơi này đến nơi khác để hóa duyên, để học đạo, để tu tâm. Nhưng trong 3 tháng đến ngày rằm tháng 6 là phải dừng chân lại. Nếu như vị đó đang ở bất cứ địa phương nào, vị đó cũng phải dừng chân ở tại nơi ấy để vị ấy thực hành cái pháp kiết hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa, không di chuyển. Nếu như mà không có cái việc gì quá quan trọng, quá cần thiết, như là cái việc có cha mẹ qua đời, có thầy tổ qua đời, hay là có những cái việc rất là quan trọng, thì vị ấy mới được phép đi ra khỏi cái khu vực an cư ấy trong một cái thời gian ngắn, rồi sau đó vị ấy phải trở lại. Và đó là cái truyền thống là hàng Phật, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật phải an cư. Và vì trong 3 cái tháng mùa mưa, trời mưa rất nhiều, trời mưa rất là to, đặc biệt là ở những cái vùng như là thuộc về Ấn Độ hay là xung quanh các nước gần với Ấn Độ, thì 3 tháng mùa mưa từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 mưa rất là lớn. Vì bình thường thì chư tăng sẽ ra sông để tắm, nhưng mà vì 3 tháng vì trời mưa như vậy cho nên các vị ấy có thể tắm ngay ngoài trời, tức là ra ngoài trời mưa để tắm cho nó sạch sẽ. Vì chính vì vậy mà các hàng Phật tử mới có cái nghi lễ đó là dâng nghi tắm mưa. Đây là cái truyền thống từ khi Đức Phật còn ở đời. Thì lúc ấy có các Phật tử đến chùa thấy chư tăng tắm ở ngoài trời,
Và nếu như không có cái tấm mi tắm mưa thì các vị ấy sẽ không có cái gì che trên thân. Vì vậy nên là bà cư sĩ, nữ cư sĩ Phật tử Visakha đã thỉnh cầu với Đức Phật để cho bà được dâng những cái tấm vải ý, một cái tấm vải rất bình thường với cái chiều ngang khoảng 6-70 phân và chiều dài khoảng 1,5 mét. Thì đấy là một cái tấm mi tắm mưa, là một cái tấm vải để cuốn ở trên người để các vị ấy có thể tắm ở ngoài trời mưa. Và cái truyền thống Phật giáo ở bên Ấn Độ là Chư Tăng ba mùa mưa là tắm như vậy, cuộc sống đơn giản như vậy, đỡ phải ra ngoài sông, không cần phải vào nhà tắm mà có thể tắm trực tiếp ở ngoài trời. Nhưng mà vì cái khi mà đạo Phật được truyền bá đến các cái mọi miền khác nhau, như là được truyền đến Việt Nam thời nay, thì ba cái tháng tháng 6, 7, 8, tháng 9 này cũng là những cái tháng mùa mưa. Nhưng mà trời mưa ở Việt Nam nó không có lớn, không có mưa nhiều, không mưa liên tục như ở Ấn Độ thời xưa. Cho nên là cái việc tắm dưới trời mưa không phải là một cái sinh hoạt thông thường, phổ thông. Cũng rất ít người có thể ra trời mưa tắm. Cũng như thật sự là Chư Tăng thời nay cũng không còn thực hành cái sự tắm mưa như thời Đức Phật. Và như là vì thời nay cái nó có nhiều cái sự thay đổi, mọi người có thể tắm, đã có những cái nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhưng vì muốn giữ lại, muốn duy trì lại cái nếp văn hóa để cho mọi người tưởng nhớ lại cái lịch sử từ thời Đức Phật, khi mà dâng y tắm mưa để mọi người ôn tập, để mọi người tưởng nhớ lại cái thời Đức Phật là như vậy, cái sinh hoạt của Chư Tăng thời Đức Phật là như vậy, Đức Phật là có cái nghi lễ dâng y tắm mưa như vậy, có cái sự tắm mưa ở ngoài trời của Chư Tăng như vậy. Vì Chư Tăng thời Đức Phật thì đông đảo hơn bây giờ rất nhiều, hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm ngàn người xuất gia. Trong một ngôi tịnh xá có hàng ngàn, hàng vạn Chư Tăng cùng sinh hoạt, cùng tu tập, cùng thực hành giáo pháp. Và các hàng Phật tử tín tâm thì cũng sẽ hết lòng hộ độ cho Chư Tăng về tất cả các mặt, y áo, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh. Đấy là những cái tứ vật dụng, đấy được gọi là những cái vật dụng cần dùng, cái vật dụng cần thiết. Thì Chư Tăng thời Đức Phật thì không có thọ nhận tiền và vàng bạc, cho nên các Phật tử không có dâng cúng tiền, không có dâng cúng vàng bạc, mà chỉ dâng cúng những cái vật dụng cần thiết, hộ độ những cái vật dụng cần thiết, mà những cái nhu cầu cần thiết của Chư Tăng đó là y áo cà sa, và những cái vật thực, những cái thuốc men, và những cái sàng tọa. Đấy là những cái vật dụng cần thiết nhất. Và nhất là trong 3 tháng mùa mưa thì để cho các hàng Chư Tăng có được cái sự yên tâm ở yên một chỗ, tu tập và thực hành giới định tuệ. Cho nên các Phật tử gần xa đã cúng giảng hộ độ 3 tháng mùa mưa, kết hợp với cúng giảng nghi lễ dâng y tắm mưa. Đấy là để giữ gìn lại cái truyền thống của đạo Phật, giữ gìn lại giáo pháp của Đức Phật, để cho giáo pháp được lưu truyền, được tồn tại lâu dài từ đời này cho đến đời tương lai, mãi mãi về sau. Nên là cổ nhân mới có câu là Phật pháp trường tồn, do tăng ni tu tập thiền môn hương thịnh, do Phật tử tín tâm. Thì đó là cái truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, của Phật giáo nguyên thủy đã được lưu truyền. Và cho đến hôm nay các hàng Phật tử thuộc về Phật giáo nguyên thủy vẫn chưa bao giờ mai một cái truyền thống ấy, chưa và vẫn tiếp tục phát huy cái truyền thống ấy
giữ gìn những cái truyền thống ấy, thì đấy là đang giữ gìn lại chánh pháp, giữ gìn lại giáo pháp, để cho giáo pháp được trường tồn, để cho các hàng tăng ni tu tập đi đến sự giải thoát, giác ngộ, và để phổ độ cho chúng sinh, gieo duyên lành với thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, để tăng trưởng cái niềm, để phát khởi niềm tin cho những người chưa có niềm tin, và để tăng trưởng niềm tin cho những người đã có niềm tin, và để tạo cái phước duyên để cho tất cả mọi người tham dự những nghi lễ đều hướng tâm đến cái con đường giải thoát, hướng tâm đến cái con đường giác ngộ, và nguyện cầu những cái phước lành hộ độ đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng, để hồi hướng chia phước ấy đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại, cũng như là cầu nguyện cho bản thân mình được chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị na. Thì đó là cái truyền thống của Phật giáo được lưu truyền từ ngàn xưa cho đến ngày nay và cho đến mãi mãi ngàn sau. Nam Mô Bụt Thầy. Thay mặt cho các hàng cư sĩ Phật tử có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân chư Đại Đức Tăng đã hoan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc, cho chúng con được thêm nhiều sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Xin kính chúc quý Ngài thân tâm an lạc, Phật đạo viên thành, và tiếp tục dẫn dắt chúng con đi đến Niết Bàn giải thoát khổ đau. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, buổi lễ dâng y tại Chánh Điện Chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã được diễn ra trong không khí hoan hỷ, trang nghiêm và trọng thể đến đây kết thúc. Thay lời cho toàn thể các thí chủ và các Phật tử gần xa, chúng con thành kính tri ân trên chư Tôn Đức Tăng Ni đã tạo duyên lành cho chúng con được hoàn thành phước thiện thanh cao này. Kính chúc quý Ngài thân tâm thường an lạc. Kính chúc toàn thể quý vị Phật tử thành tựu được bốn pháp là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, trí tuệ ở ngay trong hiện tại, và sớm đoạn trừ được các phiền não ngủ ngầm trong tâm, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả Niết Bàn trong ngày vị lai. Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc. Cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, thoát khỏi mọi thiên tai, dịch bệnh. Sa thú, sa thú, sa thú, lành thay, lành thay, lành thay. Vào giờ này, trước khi kết thúc buổi lễ, chúng con xin cùng thỉnh chư Tăng giải lao và trở về chai đường, cho chúng con được đặt bát cúng dường chai Tăng. Xin mời quý Phật tử giải lao và trở về nhà ăn để đặt bát cúng dường chư Tăng. Xong sau, xin mời quý vị Phật tử xếp hàng đi bát để dùng bữa cơm chay thân mật cùng với ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn. Sa thú, sa thú, sa thú. Đại chúng tụng Sabbe Sata để hồi hướng và chia phước. Sabbe Sata, Sabbe Panya, Sabbe Puta, Sabbe Bhugana, Sabbe Antha Mavariya Panya, Sabba Itizo, Sabbe Burisa, Sabbe Arisa, Sabbe Anarisa, Sabbe Leva, Sabbe Manusa, Sabbe Vinipatika, Aguera hoto apabacha hoto aniga hondo sokhya tanang mariharanto loka mukchanto dhatharatha sambhatito mawigachanto kammasaka murati maza disaza bachimaza disaza odaraza disaza dakhinaza disaza Murati maza nurisaza vichi maza nurisaza Udaraza nurisaza rakinaza nurisaza Edi maza risaza ubri maza risaza Sabbe sata sabbe banya sabbe bhuta sabbe bhugana
Sabbe Atta Bhavariya Panya Sabba Itizo Sabbe Urisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Dewa Sabbe Manusa Sabbe Vinibhatika Avera Hoto Apabacha Hoto Aniga Hoto Sukhe Atalang Mriyarando Lukha Mukchandu Zantaranta Sapati Toma Vigachandu Kamasaka Udam Dabva Bhava Gacha Ato Dabva Agvijito Samanda Chakabane Soze Sata Bhanda Vichara Abhava Chani Gwera Chani Lukha Chanu Bhanava Udam Dabva Bhava Gacha Ato Dabva Agvijito Samanda Chakabane Soze Sata Urake Chara Abhavaccha nigveraccha nirukaccha nubharava Udamdhava bhavagaccha adodhava vichido Sambandha chakabhane suze sata kasichara Abhavaccha nigveraccha nirukaccha nubharava Dhammadankusalantasa anuavena vanino Sabbe satama racha sanya dvadamban sukhavam Vamunando vizuraja sukhadam divadija Asokamanu bhajasang nirvana sukhamutanam Chirandidado sadhammo dhamme odu saragabva Sambe mi satakanena sapareva bhavasando Jandarakim so polana surachano dade vimang Rancharagadu dhammena dhano bhavacham vacham Imada dhammanu dhamma vadipadiza buddhamu chemi Imada dhammanu dhamma vadipadiza dhammamu chemi Imada dhammanu dhamma vadipadiza sangamu chemi Atta imaja vadijara Vadimaranam vadimuchi sami Irame punyam mansa wakazam vamodu Irame punyam nitpalasa pechazo du Samban samtanam bache mi Te sabbe medamam punya pagam napan tu Nguyện cho tất cả chúng sinh, hữu tình tất cả sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh nơi bốn đọa xứ. Đoạn trái không còn ác ý, không còn muội phiền. Mình được an vui, mong cho tất cả thoát khổ đau. Thì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi. Trong hướng đông, trong hướng tây, trong hướng bắc, trong hướng nam, trong hướng tây bắc, trong hướng đông bắc, trong hướng tây nam, ở dưới, ở trên, nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, thiên tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh nơi bốn đọa xứ. Còn ác ái, không còn ác ý, không còn muội phiền. Mình được an vui, mong cho khổ đau những gì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi. Phía trên nên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống trên đất
nguyện cho tất cả không còn oan thí, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy. Phía trên nên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống dưới nước, nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, đau và thoát mọi hiểm nguy. Phía trên nên mãi đến vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Ngục. Trong toàn khắp thiên hà vũ trụ, những sinh linh nào sống trên không, nguyện cho tất cả không còn ác ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau và thoát mọi hiểm nguy. Nhờ năng lực thiện nghiệp đã thành tựu, nguyện cho tất cả mọi sanh linh hay biết diệu pháp mang lại an vui của Đấng Pháp Vương, với sự hành trì an lạc vạn tịnh, không còn sầu khổ và bất mãn, thành tựu được niết bàn lạc tối thượng. Ngưỡng mong sanh linh thành kính pháp, nguyện cầu diệu pháp mãi trường tồn. Mưa thuận gió hòa, giống các vị hiền vương xa xưa đã bảo vệ dân chúng đúng theo pháp, như bảo vệ dòng dõi của chính mình. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con trầm luôn phước lành này của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phần phước của con xin chia đều đến tất cả sanh linh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du.